Mỗi khi nhắc tới chiến tranh, con người nói chung và đặc biệt là dân tộc Việt Nam chúng ta nói riêng luôn khắc ghi sự đau thương và chết chóc mà nó mang lại. Chiến tranh hủy hoại tất cả những gì mà nó đi qua, thế nhưng nó cũng góp phần định hình lại quá khứ, hiện tại và cả tương lai của chúng ta. Chính vì vậy, chiến tranh luôn là một đề tài khiến cho các khán giả cũng như các đạo diễn say mê và luôn muốn thực hiện. Cách mà các nhà làm phim sử dụng thể loại này đa phần để đề cao tinh thần đồng đội, đức hy sinh, sự anh hùng của các chiến sĩ, qua đó bộc lộ được bản chất thật sự của con người vào những thời khắc đen tối trong lịch sử. Một số phim chiến tranh nổi tiếng có thể kể đến như Saving Private Ryan, The Pianist hay Apocalypse Now. Gần đây nhất, vào năm 2019, tác phẩm 1917 của Sam Mendes được ra mắt và thống trị hàng loạt giải thưởng tại các lễ trao giải đánh giá trong năm. Bộ phim kể về hành trình tình báo của hai chiến sĩ cùng phong cách giả one take đã tạo ra hiệu ứng vô cùng tốt với cả khán giả cũng như giới phê bình. Sự thành công của 1917 trong năm đó đã thể hiện được sức hút của thể loại phim này là lớn đến như thế nào, kể cả trong thời đại mà những bộ phim giải trí lên ngôi như hiện nay. Ngày hôm nay, Way to Weird Movie chúng mình sẽ giới thiệu và cùng các bạn đi qua một tựa phim đã kết hợp vô cùng tốt yếu tố hài hước vào trong thể loại chiến tranh đầy đau thương, đó chính là Jojo Rabbit. Bộ phim đoạt được giải Oscar trong hạng mục kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất cũng như phim hài kịch xuất sắc nhất trong lễ trao thưởng Golden Globe Awards. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem lý do nào khiến cho Jojo Rabbit thành công đến như vậy các bạn nhé. Jojo Rabbit hay Jojo Thỏ Đế là một bộ phim hài chính kịch được ra mắt vào năm 2019, viết và đạo diễn bởi một con người chuyên trị hài kịch là Taika Waititi. Phim dựa trên cuốn sách Catching Sky của tác giả Kristin Lunen. Khán giả đại chúng biết đến Taika Waititi với vai trò đạo diễn cũng như là diễn viên xuất hiện trong rất nhiều tác phẩm của vũ trụ điện ảnh Marvel, điển hình là Thor Ragnarok. Vào tháng 3 năm 2018, người ta đã tiết lộ rằng Taika Waititi sẽ không chỉ đạo diễn mà còn là bạn diễn trong Jojo Rabbit với tư cách là một Adolf Hitler tưởng tượng. Jojo Rabbit lấy bối cảnh vào giai đoạn cuối Thế chiến thứ hai, nước Đức đang dần dần bị kiệt quệ về quân lực cũng như trí lực. Nội dung của phim xoay quanh gia đình nhỏ của cậu nhóc Johannes Bessler hay Jojo, một đứa trẻ cuồng tín, luôn mong muốn đóng góp cho nước Đức quốc xã và làm Adolf Hitler tự hào. Cha cậu thì xông pha tại mặt trận Italy, không rõ sống chết. Người chị thì qua đời vì bệnh cúm, chỉ còn lại người mẹ thì tuy rất yêu thương cậu, thế nhưng suốt ngày bận bịu với công việc. Jojo phải làm bạn với chính người bạn trong tưởng tượng của mình, chính là quốc trưởng Adolf Hitler. Một chi tiết thể hiện rõ sự cuồng tín của Jojo. Cho tới một ngày, cậu bé phát hiện ra mẹ mình đang giấu một đứa con gái người Do Thái tên là Elsa trên gác mái. Thời điểm đó, giai đoạn diệt chủng người Do Thái đang được thần tượng của cậu tiến hành. Từ đây, hành trình tìm hiểu và khám phá dân tộc Do Thái theo cách nghĩ của cậu chính thức bắt đầu. Đầu tiên phải công nhận rằng, con mắt nhìn cuộc sống của Taika Waititi thực sự đầy diệu kỳ. Ông có thể nhìn thấy được màu hồng trong màu đỏ của máu người bị đổ xuống, nhìn được sự nhân tính tình người trong cái nước Đức quốc xã tàn bạo. Từ đó, ông biến Jojo Rabbit từ một bộ phim có những thông điệp và câu chuyện cực kỳ đen tối thành một bộ phim thể loại hài đen với những điều châm biếm, hài hước vô cùng thú vị. Cách mà Taika Waititi phê phán và lên án sự tàn bạo của chiến tranh nói chung cũng như nước Đức quốc xã nói riêng thời ấy thật sự vừa khéo léo, vừa tinh tế, khiến cho ai xem cũng phải hài lòng. Nói về vai diễn, Waititi cho biết, đây là phiên bản Hitler của tôi, một phiên bản anh hùng nhất của một cậu bé cô đơn, là một người cha của cậu ấy. Thật vậy, có bao giờ bạn có thể hình dung ra được một phát xít man dợ là Adolf Hitler lại vui tươi, lầy lội và thấu cảm một đứa bé hay không? Nếu bạn thấy được hình ảnh đó thì chắc chắn đó là nằm trong phim của Taika Waititi. Thông điệp đầu tiên mà phim hướng tới khiến ai cũng có thể nhìn thấy được đó là sự yên bình của những đứa trẻ, sự ngây thơ của con nít thông qua vai diễn của cậu bé Roman Griffin Davis trong vai Johannes Bessler. Tuy đây là lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh rộng, thế nhưng những gì mà diễn viên nhí này thể hiện lại cực kỳ xuất sắc. Cậu bé Jojo tuy cuồng tín, mang trong mình suy nghĩ của sự tàn bạo và khát máu của quân phát xít, thế nhưng tâm hồn lại cực sâu sắc và đầy tình người. Mọi thứ đều được Roman Griffin Davis thể hiện vô cùng tự nhiên ở trên màn ảnh. Thông qua hình ảnh của cậu bé Jojo Thỏ Đế, ta có thể thấy rằng Đức quốc xã thời ấy đã tiêm nhiễm bao nhiêu thứ tệ hại và vô cùng man dợ trong đầu của những đứa trẻ. Nếu bạn đã theo dõi Jojo Rabbit thì những câu đùa và châm biếm của phim xuất phát chủ yếu từ sự châm chọc của bọn phát xít Đức dành cho cậu bé Jojo Thỏ Đế. Vậy nên đằng sau những tiếng cười của một bộ phim hài là sự tàn bạo và vô nhân tính của một chế độ độc tài mà ai ai cũng căm ghét. Jojo Rabbit thực sự là ví dụ điển hình cho câu nói, đỉnh cao của hài kịch
là bi kịch, khi cách mà Taika Waititi thay đổi nhịp độ và tình huống của phim từ vui vẻ sang lắng động và có đôi chút giận người thực sự khiến cho người xem bất ngờ hoặc có khi là đứng hình trước những khoảnh khắc vừa diễn ra trên màn ảnh. Tuy nhiên, tạm gác lại những thông điệp về sự hồn nhiên của những đứa trẻ có phần nhẹ nhàng ở trên, ta không thể bỏ qua những thông điệp cực kỳ nặng nề về nạn diệt chủng người Do Thái. Nạn diệt chủng người Do Thái ở Đức mà ta đang nói đến ở đây mang tên là Holocaust, bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp Holocaustan, nghĩa là thiêu rụi. Từ đầu năm 1942, Holocaust đã được dùng để chỉ cách Adolf Hitler đối xử với người Do Thái. Đây là một cuộc diệt chủng do Đức Quốc xã cùng bè phái tiến hành. Người Do Thái đã bị sát hại một cách có hệ thống trong một cuộc diệt chủng có quy mô lớn thuộc nhóm hàng đầu trong lịch sử. Đức Quốc xã đã thực hiện dựa trên tiêu chí đàn áp, tiêu diệt những nhóm sắc tộc và chính trị đối lập tại châu Âu. Hậu quả mà nạn diệt chủng này đã gây ra sau khi tàn sát người Do Thái chính là số người thiệt mạng lên tới 11 triệu người. Không thể phủ nhận rằng đây chính là một trong những giai đoạn đen tối và kinh khủng nhất trong lịch sử loài người, thứ đã tạo ra tên tuổi của tên độc tài Adolf Hitler. Vẫn biết rằng lịch sử của cả thế giới đều lên án nạn diệt chủng này, thế nhưng để đưa nó vào một bộ phim thì sự tinh tế và phù hợp là điều vô cùng thiết yếu, và Taika Waititi lại đầy châm biếm khi chính bản thân ông có gốc là người Do Thái, thế nhưng lại hóa thân vào chính tên phát xít tàn độc Adolf Hitler. Có ông ngoại là người Nga gốc Do Thái, hẳn Taika Waititi từ lâu đã muốn thực hiện một tác phẩm về nỗi đau nhức nhối suốt gần một thế kỷ qua của người Do Thái, như cái cách mà Steven Spielberg từng đem tới cho công chúng qua Schindler's List hay Roman Polanski thông qua The Pianist. Thế nhưng hiếm có đạo diễn người Do Thái nào lại chọn cách khắc họa bi kịch lớn nhất trong lịch sử thế giới hiện đại một cách hài hước châm biếm qua góc nhìn của một cậu bé sống theo lý tưởng phe ác như cách mà Taika Waititi làm với Jojo Rabbit. Chính nhờ vậy mà Jojo Rabbit mới trở nên thật đặc biệt. Adolf Hitler chắc chắn là một trong những vai diễn để đời của Taika Waititi. Ngoài ra, phim còn có sự xuất hiện của Scarlett Johansson trong vai Rosie Bessler, mẹ của Jojo. Đây lại là một sự châm biếm khác từ Waititi khi bản thân Scarlett Johansson là người gốc Do Thái lại được hóa thân vào một người phụ nữ Đức thứ thiệt. Vai diễn này của Scarlett Johansson cũng là một sự mới lạ vì tính chất hài hước của bộ phim đã biến vai diễn này có sức hút với khán giả nhiều hơn. Sự tương tác của cô với cậu bé Jojo cũng rất xuất sắc, bằng chứng cho thành công của vai diễn là một đề cử cho diễn viên nữ phụ xuất sắc nhất trong Oscar vào năm đó. Scarlett Johansson cũng tạo ra được một phân cảnh đáng nhớ nhất của năm 2019 mà mình sẽ nhắc tới ngay sau đây. Dùng từ thế giới màu hồng của Jojo có thể là khá kỳ lạ, vì đối với Jojo, thế giới của cậu là Đức Quốc xã, lý tưởng của cậu là phục vụ Hitler, nên có thể nói thế giới màu hồng của cậu là thế giới màu đen của đại đa số người dân khác trên thế giới. Vậy làm thế nào để thế giới màu hồng này của cậu lại bị sụp đổ? Sự vui vẻ và hồn nhiên của Jojo tồn tại suốt hơn nửa đầu của bộ phim, cho đến tận khoảnh khắc mẹ của Jojo là Rosie Bessler bị những tên phát xít độc tài treo cổ tại quảng trường, vì cô là một nhà bất đồng chính trị. Thế giới màu hồng với đầy sức sống của Jojo lúc này đây đã dần dần bị sụp đổ một cách nhanh chóng, và sự tàn bạo của chế độ Đức Quốc xã lần này được thể hiện rõ hơn bao giờ hết. Cái chết của Rosie đã được nhà làm phim gợi mở cho khán giả từ suốt nửa đầu của bộ phim qua hai tình tiết. Đầu tiên, đó là qua cách quay phim liên tục focus trực tiếp vào đôi giày. Rồi cả việc Rosie buộc dây giày cho Jojo cũng được thực hiện rất nhiều. Để rồi khoảnh khắc Jojo nhận ra mẹ của mình đang nằm trên giàn treo, cậu vẫn bình tĩnh thắt lại dây giày cho mẹ. Thế nhưng rồi, cậu vẫn không thể thắt dây giày cho đúng cách. Cuối cùng, ngồi lặng thinh trước giàn treo suốt buổi chiều, phần cảnh xúc động đó đã tạo ra một trong những cảnh lắng đọng nhất của năm 2019. Ngoài ra, sự kết thúc của Rosie còn được dự báo từ trước thông qua hình ảnh con bướm. Bướm được nhiều người xem là hiện thân của một sự chuyển đổi, có thể là chuyển đổi từ trạng thái tiêu cực sang tích cực. Tuy nhiên, ở Jojo Rabbit thì ngược lại, hình ảnh con bướm sau vài lần xuất hiện trước đó, ở lần xuất hiện sau cùng, nó đã dẫn dắt Jojo đến với giàn treo của mẹ, dẫn dắt từ một cuộc sống đầy hồn nhiên đến khoảnh khắc mọi thứ dần vụn vỡ hoàn toàn. Khi người thân nhất của Jojo bị tước đi thì chưa hẳn thế giới của cậu bị sụp đổ, vì lý tưởng lúc ấy của cậu vẫn đang hướng về Đức Quốc xã. Để rồi khi Thế chiến thứ hai bắt đầu đang đi đến hồi kết, Đức Quốc xã vẫn đang làm mọi cách để giữ lại thể diện của mình. Họ đã cử người đến nhà Jojo để khám xét. Lúc này đây, cô bé người Do Thái Elsa đã đóng giả làm người chị quá cố của Jojo, và bất ngờ thay là không ai trong đội khám xét có thể nhận ra trước mắt mình là một người Do Thái. Tại thời điểm mấu chốt này, Jojo mới bắt đầu vỡ lẽ ra rằng anh được dạy cả đời là người Do Thái rất quái dị về ngoại hình, thái độ, dễ dàng có thể phát hiện nếu loài Do Thái đứng giữa đám đông của người Đức thượng đẳng.
Thế nhưng rồi ở khoảnh khắc không ai nhận ra Elsa là do người Do Thái giả dạng, ngoại trừ đại úy Klenzendorf nhận ra thế nhưng đã bỏ qua, thì sự cuồng tín của Châu Châu đã vơi đi phần nhiều. Ngoài ra thì nói về đại úy Klenzendorf, ông cũng là một biểu tượng khá nhạy cảm, thế nhưng cũng lại tiếp tục đại diện cho sự tinh tế của YTT. Đó chính là vì vị đại úy luôn xuất hiện trong bộ cánh sặc sỡ của ta, đại diện cho những con người đồng tính ở thời đại đó, một đối tượng dễ dàng bị phán xét, thậm chí là tử hình bởi bọn man dợ. Bởi chúng coi những con người này không khác gì người Do Thái, ấy thế mà một kẻ thuộc Đức Quốc xã lại là người đồng tính. Và chi tiết ông tha cho Jojo lẫn Elsa cho thấy sự đồng cảm của ông với cặp đôi, sự đồng cảm cho những con người luôn bị mắc thòng lòng vào cổ và mất mạng bất cứ lúc nào nếu bị lộ bản chất thật. Trở lại với bộ phim, thì trong phân đoạn quân Mỹ tiến vào thành phố, sự tàn bạo của Đức Quốc xã đã được Taika Waititi thể hiện rõ ràng nhất. Jojo bị bắt mặc áo Đức Quốc xã và bắt là hãy nổ súng nhiều nhất có thể. Những đứa bạn của cậu thì đứa nào cũng bị bắt cầm súng ra chiến trường, thậm chí có đứa còn bị bắt ôm bom tiến vào quân địch. Jojo thì bây giờ, cậu mới thực sự là chính mình, khi đứa trẻ không thể giết một con thỏ, đã sẵn sàng vứt súng mà bỏ chạy. Kết thúc của phim là khi chiến tranh đã kết thúc, người bạn Hitler tưởng tượng của Jojo xuất hiện lần cuối cùng. Thế nhưng trái ngược với sự vui vẻ thường ngày, bây giờ đây là hình ảnh một Hitler đáng sợ và nghiêm túc hơn rất nhiều, tương tự như phiên bản vừa tự sát ngoài chiến trận. Hắn đề nghị Jojo đeo băng vào và ra trận, thế nhưng lần này cậu đã từ chối và rút hắn ra ngoài cửa sổ một lần và mãi mãi. Thế giới của cậu đã sụp đổ hoàn toàn, tuy nhiên đó không phải là một thế giới màu hồng trong tiềm thức trước đây của cậu nữa, mà thế giới màu hồng hiện tại chính là cùng cô gái người Do Thái Elsa đi hết quãng đường hiện tại. Phim kết thúc bằng một phân cảnh thực sự đẹp mắt và cũng ấn tượng không kém. Hai đứa trẻ Jojo và Elsa không cần ai bên cạnh, không định hướng, tương lai mù mịt, cả hai đã cùng nhau đứng giữa đường phố và nhảy múa. Bài hát được phát có tên là Heroes của David Bowie, một trong những ca khúc mang tính biểu tượng nổi tiếng nhất của cố nhạc sĩ. Bản hit năm 1977 này là một phần của thời kỳ Bowie Berlin sau khi ông cư trú ở phía Tây Berlin và bắt đầu sự nghiệp với nhạc điện tử. Bài hát của ông được yêu thích đến nỗi Bộ Ngoại giao Đức đã tỏ lòng tôn kính của mình với Bowie sau khi ông qua đời vào năm 2016. Việc sử dụng bài hát tạm cho là hơi lỗi thời này vào cái kết của bộ phim đã phần nào phù hợp với sự hài hước của YTT hơn bao giờ hết. Cũng như nhắc lại câu chuyện của mẹ Jojo, bà luôn cho rằng niềm vui của cuộc sống là được nhảy múa và Jojo nhún nhảy theo điệu nhạc cũng là lúc cậu gạt bỏ lòng trung thành một cách mù quáng của mình với Đức Quốc xã khỏi tuổi thơ của chính mình. Đó là toàn bộ những suy nghĩ và phân tích của chúng mình về Jojo Rabbit, một bộ phim mà cho đến bây giờ mình vẫn cảm thấy buồn và day dứt cho một số cuộc đời của một vài con người tốt bụng hiếm hoi trong nước Đức Quốc xã. Còn các bạn thì sao? Các bạn có suy nghĩ gì về cách mà Taika Waititi đã tạo ra một Đức Quốc xã đầy mới lạ trong Jojo Rabbit? Hãy cho chúng mình biết thêm trong phần bình luận phía dưới nhé! Nếu như thấy clip này hữu ích thì đừng quên like và share nó, cũng như hãy đăng ký cho Way to Win Movie cùng nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào về phim ảnh mà chúng mình sẽ ra trong tương lai nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Way to Weird out.